Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng hiếm khi nào chúng ta có kế hoạch nghiêm túc cho tài sản đáng giá này thay vì tài sản vật chất khác. Sau đại dịch Covid, sức khỏe toàn dân thế giới ngày càng đi xuống trầm trọng. Mệt mỏi, suy nhược, khó thở, tim đập nhanh, đau mỏi cơ xương khớp và nguy cơ tai biến, đột quỵ luôn rình rập khiến chúng ta lo lắng. Tập đoàn Healing You cho ra đời viên uống bồi bổ sức khỏe toàn diện thông huyết đan, với mong muốn mang lại sức khỏe dồi dào và sự an tâm tuyệt đối cho mọi người. Healing You đã kết hợp những thành phần thảo dược quý hiếm và công nghệ hiện đại nhất. Thông huyết đan được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với các thành phần quý như đinh lăng, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Công thức độc quyền không chỉ giúp lưu thông khí huyết mà còn bồi bổ tim mạch, phòng chống tai biến và ngăn ngừa đột quỵ. Sản phẩm còn hỗ trợ bổ thận, bổ gan, bồi bổ xương khớp, mang lại giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thông huyết đan giúp thay đổi sức khỏe tích cực từ bên trong. Mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, ăn ngon, ngủ ngon, tự tin hơn trong mọi hoạt động. Không chỉ vậy, thông huyết đan mang đến giải pháp bồi bổ sức khỏe cho mọi người, mọi nhà, là món quà cho sức khỏe bản thân và sức khỏe của những người thân. Thông huyết đan là công trình nghiên cứu với công thức độc quyền của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Y dược Quân dân y, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao nhất, là giải pháp sức khỏe đáng giá dành cho toàn dân Việt Nam hiện nay. Thông huyết đan, khai thông sức sống mỗi ngày.